Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của Shop Zunmin. Hiện tại thì bên em đang lên một combo điện mặt trời hybrid cho một khách hàng ở Thái Bình. Cấu hình này với tổng chi phí đầu tư là 56 triệu đồng mọi người nhé. Sẽ phù hợp với các khách hàng có mức tiền điện khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi hàng tháng. Thì chúng ta sẽ đầu tư hệ thống này rất là hiệu quả. Trong cái thời điểm này thì giá pin mặt trời cũng như là giá vật tư đang giảm rất là sâu. Nên là anh em có thể tham khảo để đầu tư bộ này nhé. Riêng cái dòng pin lưu trữ này khách đã chọn là dòng PowerX cao cấp. PowerX là một trong những dòng pin có giao tiếp chuyên sâu với các dòng biến tần và được bảo hành lên tới 5 năm, packing tại nhà máy Việt Nam và đủ 16 cell mọi người nhé. Nó lưu là 5 kWh. Còn máy biến tần khách chọn là máy Lux Power SNA 5kg. Một số khách hàng mà mỗi một tháng khoảng tầm trên 1 triệu rưỡi tiền điện ấy, thì chúng ta có thể tham khảo nâng cấp lên con SNA 6kg, bản nâng cấp có chạy city ngoài ấy. Còn tầm dưới 1 triệu rưỡi thì chúng ta đầu tư con 5kg này cũng được. 5kg thì nó sẽ tiết kiệm chi phí ban đầu hơn. Một cái tủ điện full hybrid bên em đang đấu sẵn cho khách hàng này. Hệ thống này thì khách hàng sẽ kết hợp với 8 tấm pin năng lượng mặt trời. Mỗi tấm có công suất là 450W mọi người nhé. Anh em đang chuyển những cái tấm pin mặt trời lên xe để ngày mai bàn giao cho khách hàng này. Combo này sẽ giao về Đông Hưng, Thái Bình. 8 tấm pin nhé. Chúng ta cũng có thể đầu tư từ 6 tấm, hệ thống nó cũng chạy được rồi. Hoặc là nâng cấp lên 10 đến 14 tấm vẫn rất là ok với con máy Lux Power SNA 5kg này. Hiện tại bên em đang sẵn kho các tấm 450W, hai mặt kính của Long Di. Xe này sẽ chở 8 tấm về Thái Bình kết hợp với combo em đang quay. Còn có một cái xe trắng ngoài này nữa. Lúc nãy anh em vừa chuyển ở đây là có những tấm đơn ngày mai đi Hà Nội này. Đơn xe trắng này thì có nhiều tấm hơn. Còn đơn xe đen kia là đi Hà Nội. Đây, các tấm 450. Chỗ này có tất cả là 24 tấm rồi này, 24 tấm đi hai khách Hà Nội với cả một số máy biến tần và phụ kiện anh em sẽ sắp xếp lên đây nữa. Còn bây giờ đang chuyển pin. Đây, hầu như ngày nào bên em cũng set up các đơn hàng pin mặt trời và hệ thống điện mặt trời để bàn giao đến cho khách hàng. Trong kho thì luôn sẵn các dòng máy biến tần hybrid của Lux Power và Dyer này. Pin lưu trữ thì có PowerX hoặc là chúng ta có thể chọn những dòng pin tự đóng nhé. Đơn này của Nguyễn Thị Diệp, chị Diệp ở Hà Nội thì bên em sẽ thi công trọn gói luôn. Đây, phụ kiện này. Đơn này của anh Minh Thảo. Đơn này của anh Văn Mão. Đây, một số khách hàng Hà Nội. Đây, các máy Lux Power. Pin lưu trữ thì chúng ta có thể chọn dòng cao cấp của PowerX là bảo hành 5 năm. Hoặc là chọn những cái dòng pin tự đóng cũng được. Như combo này, trở lại với cái combo của khách hàng Thái Bình này. Thì em muốn chia sẻ combo này. Bởi vì với cái tổng chi phí đầu tư ban đầu là rất là thấp. Chỉ có 56 triệu đồng thôi. Thì khách hàng đã đầu tư được cái combo này rất là hiệu quả rồi. Còn nếu mà anh em không chọn cái pin PowerX mà chọn những dòng pin 100Ah tự đóng thì giá nó còn tốt hơn nữa. Giá nó sẽ giảm xuống với các dòng pin tự đóng thì giá nó sẽ rẻ hơn từ 7 đến 8 triệu. Thì lúc đó hệ thống chưa tới 50 triệu là chúng ta cũng có thể đầu tư một combo hybrid hoàn chỉnh và chạy rất là hiệu quả rồi. Còn combo này thì khách hàng đã chọn pin PowerX bảo hành 5 năm có giao tiếp chuyên sâu. Thì tổng chi phí đầu tư cho combo này là 56 triệu đồng mọi người nhé. Với giá vật tư bây giờ đang tốt thì những cái combo hybrid có lưu trữ cũng dễ tiếp cận khách hàng hơn rồi. Đợt trước chúng ta đầu tư thì ngại nhất là cái phần pin lưu trữ giá cao với cả là pin mặt trời. Các năm về trước ấy, thì mỗi một tấm pin 450W nó sẽ dao động từ khoảng tầm 3 triệu 2 đến 3 triệu 6 một tấm. Nhưng mà thời điểm này ấy, giá nó chỉ có loanh quanh khoảng tầm hơn 1 triệu 6 thôi. 1 triệu 6 đến 1 triệu 8 tùy khu vực với cả phí vận chuyển nữa. Thì để mà set up một hệ thống nó rất là dễ dàng và khách hàng cũng dễ tiếp cận hơn. Thay vì việc chúng ta đầu tư mua một cái máy phát mấy chục triệu thì chúng ta đầu tư một hệ thống điện mặt trời nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Mua máy phát là thỉnh thoảng mất điện chúng ta mới sử dụng, vì khi mà sử dụng hàng ngày thì chúng ta vẫn phải mua xăng dầu để chạy cho máy phát, và máy phát thì có một cái nhược điểm nó rất là ồn và không hiệu quả bằng hệ thống năng lượng mặt trời. Năm ngoái là cái năm mà miền Bắc chứng kiến cái đợt mất điện nhiều ấy, mất điện trên diện rộng và mất nhiều ngày, mà nắng thì nắng nóng cũng xảy ra thường xuyên, nên là anh em đã mua máy phát và bên em cũng đã set up rất là nhiều hệ thống điện mặt trời. Rất là nhiều khách hàng đã chuyển từ máy phát, thanh lý các dòng máy phát để đầu tư lên hệ thống điện mặt trời rất là hiệu quả. Nên là hôm nay, năm nay bên em tiếp tục set up những cái combo hybrid như thế này để chia sẻ đến mọi người. Thì anh em có thể đầu tư những dòng phổ thông của Lux Power như SNA 5kg hoặc là SNA 6kg. Còn nếu những khách hàng nào có điều kiện thì chúng ta đầu tư những dòng cao cấp bảo hành 5 năm thì của Lux Power nó sẽ có dòng LXP 6kg, 8kg, 10kg, 12kg là những dòng cao cấp bảo hành 5 năm. Còn không thì những cái dòng này phổ thông này cũng rất là hiệu quả rồi. Hiện tại thì ở thị trường Việt Nam chưa có con nào mà đầy đủ tính năng hybrid mà nó lại giá lại rẻ như của Lux Power cả.
một số hãng người ta cũng vừa mới vào thị trường cũng phát triển những dòng máy, nhưng mà em đánh giá là nó chưa thể bằng Lock Power được, nên là để mà setup cấu hình thì bên em sẽ lên những cái combo phổ thông cho khách hàng với các dòng hybrid của Lock Power sẽ rất là hiệu quả mọi người nhé. Đây anh em đang chuyển những cái phụ kiện rồi máy biến tần và pin lưu trữ cho một cái xe trắng sẽ di chuyển về Hà Nội. Còn xe đen lúc nãy là có 8 tấm với cái combo này về Thái Bình, nên em sẽ chia sẻ với mọi người cái combo này. Combo này sẽ bao gồm 8 tấm pin mặt trời mọi người nhé. Chúng ta có thể đầu tư từ 6 tấm hoặc là sau này sẽ nâng cấp lên tối đa được 16 tấm đầu vào nhé. Máy Lock Power thì có hai cổng vào này, một cái tủ điện full hybrid đấu sẵn cho khách hàng, một pin lưu trữ Powerx tặng kèm tất cả các dây nguồn từ pin lưu trữ qua tủ, từ tủ qua máy. Còn dây từ pin mặt trời thì khách hàng mua thêm tùy theo độ dài cụ thể nhé. Pin này thì nó có giao tiếp chuyên sâu với cả biến tần Lock Power, nên nó sẽ đọc được cái dung lượng này, đọc điện áp này, đọc phần trăm này, và chúng ta cài theo cái phần trăm SOC này rất là hiệu quả. Lock Power thì nó hiển thị rất là thông minh, em đã có rất là nhiều video chia sẻ trước rồi. Ngoài cái màn hình xem trực tiếp như thế này, chúng ta có thể theo dõi ở trên máy tính hoặc là điện thoại, sẽ theo dõi được sản lượng, thống kê trong ngày nó sản sinh ra bao nhiêu này, phụ tải đang tiêu thụ bao nhiêu này, nạp xả cho quy bao nhiêu, rồi lấy lưới hoặc là đẩy lưới bao nhiêu. Và chúng ta có thể cài phù hợp, chọn cho chế độ là cài nạp xả cho ắc quy này để bảo vệ ắc quy tốt hơn này, rồi cài các phần điện lưới đầu vào đầu ra, rồi cài phụ tải, và chúng ta có thể theo dõi được ở trên màn hình điện thoại hoặc máy tính. Đây là phiên bản Lock Power SNA 5 kg nhé. Còn SNA 6 kg thì cái vỏ nó cũng dùng chung với vỏ SNA 5 kg này, nhưng mà nó nâng cấp phần phần mềm cả phần cứng lên nữa, thì có trang bị city ngoài, anh em có thể đầu tư con đó với mức tiền điện khoảng tầm trên 1,5 triệu. Còn tầm dưới 1,5 triệu mà tải thường xuyên không bao giờ vượt quá 5 kg. Thường thường hộ gia đình ở Việt Nam mình thì tải lớn nhất cũng ít khi mà vượt quá 5 kW. Những hộ gia đình bình thường ấy, thì chúng ta có thể đầu tư con Lock Power 5 kg này rất là hiệu quả. Đây là một cái tủ bên em đấu sẵn cho khách hàng này. Tủ có ATS chuyển mạch, hai nguồn độc lập này, AC in, AC out này, rồi phần battery và các phần chống sét, rồi hai dàn pin. Đây, tủ 5 kg với 6 kg thì tất cả phần này thiết kế như nhau. Còn khi mà đấu nối thì phần 5 kg và 6 kg sẽ đấu ở trên cái ATS này khác một chút, những cái dòng city ngoài nó chạy khác. Thì bên em cũng đều đã có những video chia sẻ rồi. Khi mà mọi người lắp đặt ấy, thì có thể liên hệ qua Zalo các số kỹ thuật bên em là 0375 122 365 hoặc là 0392 124 123 rồi là 0382 124 123. Bên em sẽ check lại cái phần đấu nối và hỗ trợ mọi người cài đặt cũng như là vận hành. Chúng ta có thể tự lắp rất là đơn giản. Combo này khách mua về tự lắp luôn thôi. Còn có một số đơn mà phức tạp hơn mà khách không nắm rõ được phần kỹ thuật thì có thể yêu cầu bên em mà thi công trọn gói. Thì bên em sẽ có đội thi công đến làm luôn cho mọi người. Còn đơn này thì sẽ setup cho khách hàng về tự lắp đặt. Mà khi mà lắp đặt thì có thể gọi video cho bên em để bên em hướng dẫn phần đấu nối cũng như là vận hành hệ thống. Còn đây là anh em đang soạn đơn để ngày mai bàn giao. Hầu như ngày nào cũng có đơn gửi đi để phục vụ mọi người lắp đặt điện mặt trời trong mùa nắng năm nay. Giá vật tư hiện tại đã rất là tốt rồi, có thể nói là thời điểm vàng để anh em đầu tư các hệ thống điện mặt trời, đặc biệt là hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Chúng ta cũng có thể lắp trước máy biến tần có lưu trữ nhưng mà chưa lắp pin lưu trữ, nó sẽ chạy ở chế độ hòa lưới bám tải ban ngày. Sau này nâng cấp bổ sung pin lưu trữ cũng được mọi người nhé. Bởi vì giá đầu tư đầu vào pin lưu trữ hiện tại nếu mà so với những khối cao cấp như Powerx này thì vào 23 triệu cũng tương đối cao, thì anh em có thể cân nhắc để nâng cấp về sau, hoặc là chọn những dòng pin phổ thông tự đóng thì giá thành nó sẽ giảm hơn. Cần tư vấn chuyên sâu hơn thì cứ nhắn cho bên em qua các số Zalo là 0382 124 123 hoặc là 0392 124 123 mọi người nhé. Bên em chuyên cung cấp các sản phẩm pin năng lượng mặt trời, máy biến tần hòa lưới, biến tần hybrid và pin lưu trữ phục vụ trong hệ thống điện mặt trời. Rồi, video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.